Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 theo ghi nhận giá heo sẽ tiếp tục tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg đồng loạt cả 3 miền về mặt bằng chung giá heo hơi 3 miền dao động trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg tăng 1.000 đến 2.000 đồng ruột kg so với cuối tháng 3 dù giá heo hơi có dấu hiệu nhích nhẹ song với mức giá này cả nông dân và doanh nghiệp vẫn chưa hòa vốn bởi giá thành sản xuất hiện tại với nông hộ đang khoảng 55.000 đồng 1 kg doanh nghiệp khoảng 52.000 đồng chột kg giá heo hơi miền Bắc. Hiện giá heo hơi tại các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi duy trì ở mức 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Số ít địa phương có mức giá 51.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, từ 45.000 đến 50.000 đồng chuột kg. Mức giá 50.000 đồng 1 kg không có nhiều địa phương có được. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi từ 46.000 đến 50.000 đồng một kg, trong đó hòa bình 46.000 đến 49.000 đồng chuột kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Giao Động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh 46.000 đến 50.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Hà Tĩnh từ 45.000 đến 50.000 đồng chột kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mức phổ biến vẫn là 47.000 đến 50.000 đồng chột kg. Tại Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Bình Định 47.000 đến 49.000 đồng chột kg. Khánh Hòa, Bình Thuận từ 48.000 đến 52.000 đồng chột kg giá heo tại Tây Nguyên từ 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất vùng, ở mức 51.000 đồng một kg. Đắk Lắk bình quân 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 46.000 đến 49.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại Đông Nam Bộ, giá heo trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng kg. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương, trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Bình Phước, 49.000 đến 50.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Tây Nam bộ gia động từ 47.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Long An, Tiền Giang cao nhất, mức 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bế Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. An Giang giao động từ 49.000 đến 51.000 đồng kg. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và duy trì trong thời gian dài, trong khi nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh, khiến giá heo trong nước liên tục xuống thấp. Người chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu như đang ngồi trên đống lửa. Gia đình ông Nguyễn Văn Tỏa ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hiện nuôi gần 80 con heo thịt đang trong giai đoạn xuất chuồng. Thế nhưng, ông Tỏa đang giàu vì từ trước Tết đến nay, giá heo hơi không những không lên, mà còn đi xuống. Nếu như lứa heo trước Tết gia đình ông bán cho thương lái với giá 53.000 đồng một kg, thì nay mức giá chỉ còn 50.000 đồng kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho heo vẫn ở mức cao, hiện ở mức 420.000 đồng bao. Ông tỏa nhầm tính, với mức giá thức ăn này, cộng với công chăm sóc trung bình mỗi con heo từ lúc bắt đầu nuôi đến khi xuất xuống tốn 5,5 đến 5,7 triệu đồng, trong khi chi phí trước đây chỉ tầm 3,7 đến 4 triệu đồng con. Ông nói thêm, Tính ra, người nuôi đang lỗ trung bình 1 triệu đồng trên một con trên một tạ. Trong tháng 3 năm 2023, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn khá trầm lắng. Giá dao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng một kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với cuối tháng 2 năm 2023. Tại khu vực miền Bắc, hiện giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng một kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với cuối tháng 2 năm 2023. Nguồn cung thực phẩm dồi dào, trong khi sức mua thấp do ảnh hưởng bởi lạm phát, cộng với xu hướng giảm ăn thịt lợn, tăng ăn thịt gà, thủy sản, khiến giá lợn hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian qua. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, ông Tống Xuân Trinh cho rằng vấn đề hiện nay là cải tiến thị trường. Trong đó cần tập trung vào thị trường trong nước và định hướng nhanh chóng để xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi nhằm giảm bớt sức ép về thị trường. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Tống Xuân Trinh cho hay hiện cơ quan này đã chỉ đạo cục chăn nuôi hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, cụ thể để giảm giá thành sản xuất bằng cách hỗ trợ cho hộ chăn nuôi nhỏ phối trộn thức ăn chăn nuôi tại chỗ, tận dụng tối đa các nguyên liệu của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển chăn nuôi theo mục tiêu đa giá trị. Để nâng cao sức cạnh tranh cho ngành chăn nuôi, ông Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định giải pháp hiện nay không cách nào khác là nâng cao chất lượng con giống, giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. Trong 2 tháng đầu năm, giá heo hơi bình quân cả nước chỉ biến động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng nguyên kg, so với cùng kỳ năm 2020-2021, giá heo hơi hiện đang giảm khoảng 40-45%. Ngoài sức ép về giá thịt heo hơi trong khu vực cũng đang ở mức thấp, nguyên nhân khiến giá heo hơn giảm trong thời gian gần đây còn là do sức mua của người tiêu dùng giảm. Trong khi đó, ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sức sản xuất của người dân ở quy mô nông hộ, trang trại lại liên tục tăng, nhờ áp dụng nhanh những tiến bộ công nghệ nên năng suất, chất lượng đều được cải tiến. Trong khi giá thịt heo hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi lại liên tục tăng khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Ông Tống Xuân Trinh cho biết thêm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trước đó do tác động bởi COVID-19 bị đứt gãy đã đẩy giá tăng cao liên tục. Và đến thời điểm này cũng chưa thể khẳng định được đến khi nào thì giá thức ăn chăn nuôi ổn định trở lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cục chăn nuôi hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cụ thể nhằm giảm giá thành sản xuất như phối trộn thức ăn chăn nuôi tại chỗ, tận dụng tối đa các nguyên liệu của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo mục tiêu đa giá trị. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn neo cao, cục chăn nuôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 2% thuế với đậu tương và khô dầu, bộ đã có báo cáo lên chính phủ về vấn đề này liên quan đến bảng thức ăn chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các tập đoàn như C, P, D e, trồng nguyên liệu tại chỗ sắn, ngô, đậu tương để cân đối giá thành thức ăn chăn nuôi. Trước đó, trong bức thư gửi Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết gần như công ty, trang trại đều có vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp gần như không thể tiếp cận ngân hàng, khó trồng khó. Do vậy, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị Ngân hàng Nhà nước gia hạn nợ gốc, giảm một phần lãi suất như chính sách hỗ giai đoạn COVID-19 cho các doanh nghiệp, trang trại và hộ chăn nuôi trong nước. Đề nghị các ngân hàng trong mảng nông nghiệp tiếp tục gia hạn các gói tín dụng cho các chi nhánh, đưa vốn đến các vùng chăn nuôi trọng điểm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá, chưa bao giờ ngành chăn nuôi cả nước lâm vào tình trạng khó khăn như hiện nay. Trước đây, có những thời điểm giá heo hơi xuống thấp, giá gà hay giá bò lại tốt và ngược lại. Nhưng năm nay, người nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò đều đối mặt với khó khăn lớn, đều thua lỗ. Theo ông Đạt, giá thành nuôi heo do các công ty FDI sản xuất vào khoảng 53.000 đến 55.000 đồng một kg, ở các trang trại khoảng 54.000 đến 56.000 đồng một kg, còn ở các hộ nuôi nhỏ lẻ lên tới 58.000 đến 60.000 đồng trên kg. Với giá xuất chuồng hiện tại, từ các doanh nghiệp tới người nuôi nhỏ lẻ đều thua lỗ. Đây là nguyên nhân chính khiến cho chỉ sau vài năm, từ khoảng 4 triệu người tham gia chăn nuôi trên cả nước, đến nay chỉ còn hơn 2 triệu người, ông Đạt nói. Ông Đạt cho rằng, nếu không có giải pháp giảm giá thức ăn chăn nuôi, thời gian tới, nguy cơ nhiều làng nghề nuôi heo và chăn nuôi nông hộ tiếp tục bị đóng chuồng. Giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục từ cuối năm 2020 đến nay chưa một lần giảm. Giá cước vận chuyển cám từ nhà máy về đến trang trại cũng tăng mạnh do giá xăng dầu vọt lên đỉnh lịch sử và đến nay vẫn neo ở mức cao. Kéo theo, chi phí giá thành chăn nuôi tăng mạnh trong khi giá bán heo hơi lại giảm dần đều, đáy sau thấp hơn đáy trước. Một con heo từ lúc nuôi 6kg đến lúc bán đạt trọng lượng bán là 120kg mất 5,5 tháng khoảng 165 ngày. Trang trại của ông sản xuất được con giống nên chi phí tiền giống chỉ hết khoảng 1,2 triệu đồng. Các hộ dân phải mua con giống phải trả 1,6 triệu đồng con heo 6kg tính ở thời điểm cách đây 5 tháng. Kiểm soát nhập khẩu, cơ cấu lại tỷ trọng thịt heo sẽ thực tế hơn. Thay vì dự trữ vật nuôi, Ông Nguyễn Xuân Dương cho rằng ngành chăn nuôi có thể ổn định cung cầu bằng cách kiểm soát lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam, cân đối quy mô tổng đàn cho phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường 100 triệu dân. Trong thời gian tới, nguồn cung thịt heo sẽ không chỉ đến từ nội địa mà còn từ hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, tổng đàn 28,6 triệu con heo cần điều tiết lại bởi người tiêu dùng đang và sẽ không tiêu thụ nhiều thịt heo như trước nữa mà sẽ tăng tiêu thụ gia cầm và gia súc ăn cỏ, ông Dương nói. Trong bối cảnh khó khăn này, ông Nguyễn Chí Công Chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đề xuất nhà nước tính tới giải pháp đặt hàng các cơ sở chăn nuôi dự trữ vật nuôi, từ vài vạn tới vài chục vạn con heo để chủ động trước các tình huống như giá heo hơi giảm, người chăn nuôi bỏ chuồng, không chăn nuôi làm giảm nguồn cung ra thị trường, từ đó gây biến động chỉ số CPI quốc gia. Nếu làm được điều này, nhà nước sẽ không phải lo kho bãi dự trữ, trong khi Việt Nam chưa xây dựng hệ thống kho bãi dự trữ nguồn thực phẩm. Các doanh nghiệp nuôi heo loại A theo tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh trọng lượng khoảng 100 đến 110 kg. Nếu giá thành hiện nay ở mức 55.000 đồng một kg thì nhà nước có thể thu mua với mức 58.000 đến 60.000 đồng kg. Nguyên nhân giá thịt heo hơi duy trì ở mức thấp kéo dài được cho là nguồn cung tăng trong khi sức mua chưa cải thiện. Nguồn cung ở đây không chỉ là hàng trong nước mà còn có thịt heo nhập khẩu và các sản phẩm cùng cung cấp nguồn đạm như thịt bò, thủy sản, thịt gà, trứng cũng dồi dào. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.